Vâng, chào mừng các bác và anh em đã quay trở lại kênh YouTube của Tiki Audio nhé. Vâng, ngày hôm nay bên em làm một cái review nhỏ nhỏ để bên em giới thiệu đến các bác và anh em những cái mẫu trầm đang hot nhất hiện nay, hot nhất năm 2020. Vâng, thì các bác có thể quan sát được rất là nhiều các cái mẫu quen thuộc của bên Tiki Audio nhưng đã được nâng cấp và cải tiến lên rất là nhiều, kể cả về chất âm, kể cả về hình dáng và kể cả về những cái tính năng khác. Và đầu tiên em kể đến một con khổng lồ nhất, đó là một con súp Martin Mark 40. Martin Mark 40, đây là dòng súp hầm đặc trưng của Martin và được chơi hơi và chơi điện. Thì cái mẫu này bên em bán rất là nhiều vì các bác thích chơi bạo lực hay là chắc chắn, độ bền cao, thì Martin này đem lại cho chúng ta được đầy đủ những cái yêu cầu, những cái gắt ghét của những bác yêu âm thanh mà đặc biệt là yêu những cái giải trầm. Về súp Martin thì được sơn sần màu đen chống sức và chống nước, đặc biệt là em nhấn mạnh đó là vừa chơi hơi vừa chơi điện các bác nhé, công suất khủng 700W. Thì đó là súp Martin Bass 40 rất bạo lực. Đó các bác có thể nhìn thấy. Và bên cạnh đây thì là một cái súp Boss bản năm 2010 đã được cải tiến rất là nhiều, được nâng cấp lên rất là nhiều. Đây là súp Boss này các bác này. Model là AM1200 bản mới năm 2020. Thì bản cũ thì cũng là hình dáng như thế này, nhưng cái phía chân đế này đã được không được tích hợp. Thì nay là đầu năm 2020 đã ra tích hợp được để làm sao bảo vệ cho cái bát này nó rất là bền, nó không bị hơi nước vì cái thời tiết của Việt Nam là nóng ẩm, thế nó rất là nhanh hư hại bát, vì thế hãng đã tích hợp rất là triệt để các bác nhé. Đó là cái súp Boss Bass 30. Thì đây là dòng súp điện phân khúc gia đình chơi mà những không gian tầm 35m², như các bác có thể quan sát phía đằng sau. Đó, đây là công nghệ Class AB, chạy rất là bền các bác nhé, bất hạn rất là bền. Vì khi mà dòng điện đi qua thì cái mạch này sẽ là ấm này. Nhiều bác mà sợ nóng chảy thì không hầu như không có đâu. Nguồn điện đi qua chắc chắn là sẽ phải là nóng rồi. Thì đó là cái công nghệ Class AB của cái Subboard AM1200 bản 2010. Các bác muốn đặt Sub Martin thì bác bảo là cho tôi một Sub Martin Bass 40, model là AM1800. Ở bên cạnh đây còn một cái súp cũng khá là khổng lồ, cũng thuộc phân khúc Bass 40. Thì đó là gì đây ạ? Vâng, em sẽ giơ ra đây ạ. Vâng, đó là súp B3 Bass 40. Vâng, các bác thấy không? B3 Bass 40. Thì bên em đã bày sẵn ở đây để chúng ta tiện quan sát. Thì phía trước được bảo vệ bởi một e căng lụa rất là mềm mại. Đó, và logo B3 phía dưới chân. Thì đây là dòng súp B3 Bass 40, công suất cũng quá là bạo lực luôn. Đây các bác có thể quan sát thấy ạ, công suất 700W. 700W rất là khủng, đánh ra nhiệt lớn, tản nhiệt nhanh. Đó, thì đây là cấu tạo phía sau B3 B40. Riêng dòng những mẫu súp như thế này là bên em nhập khẩu Trung Quốc 100%. Các yên tâm về chất lượng và rằng đặc biệt là độ bền bỉ cao. Phía mặt bát 40 thì được sở hữu một cái bát gân vải tẩm dầu. Bác có thể thấy gân vải tẩm dầu hai gân, và đặc biệt là gồm những gân xếp hình nón phía bên trong để tạo tiếng bát sâu mềm và uy lực. Đó, rồi bát rất to, bánh rất là uy lực. Và lỗ thông hơi được thiết kế phía đằng dưới và phía trước các bác nhé. Để lỗ thông hơi đó là cái súp B3 Bass 40 B40. Chứa rất là nhiều các mẫu súp. Thì bên cạnh đó bên em còn súp B3 2021, súp B3 2021 bán rất là chạy năm vừa qua. Vâng, thì còn bên cạnh đó thì còn những mẫu súp cao cấp khác, những mẫu súp cao cấp khác. Vâng, thì đó là cái súp gì đây ạ? Vâng, màu đỏ rất là đẹp. Vâng các bác nhé, đây là súp Greenwood hàng chính hãng, đây là hàng của Mỹ nha các bác nhé, súp Greenwood. Thì các bác có thể thấy màu đỏ vân gỗ rất là đẹp. Em bày ra đây phía mặt trước và phía mặt sau. Thì phía mặt trước còn một cái e căng nữa, bên em cũng tháo sẵn ra để cho các bác tiện quan sát phía đằng sau e căng đây ạ. Vâng, e căng đây các bác nhé. Đó, e căng này thì được thiết kế dạng lưới, dạng lưới để cho cái tiếng bát nó đánh ra nó không bị vấp phải một cái vật gì đó. Vâng, các bác thấy không ạ, logo Greenwood này, đó, rất chắc chắn. Thì em để riêng đây thì các bác có thể quan sát được cái bát 30 phía mặt trước đấy ạ. Vâng, mặt bát rất là đẹp, gân cao su mềm mại tinh khiết, và phía mặt bát đây được phủ một lớp polyplast để bảo vệ và tăng độ bền cho bát. Dù cũng khá là lớn đấy các bác, và gân xếp hình nón là cho tiếng bát cực sâu luôn. Thì các bác có thể thấy được cách thiết kế hoa văn để cho mềm mại cái súp này. Thì súp nhìn nhiều mẫu cũng rất là cứng, thì cái hãng đã thiết kế ra một cái mẫu những cái hoa văn họa tiết rất là mềm mại nhưng mang trong mình đầy cái sức mạnh, và đặc biệt là đây là những cái tiếng trầm triệu đô luôn. Vâng, thì chân đế thì hãng đã thiết kế rất là đặc biệt so với các hãng trên thị trường. Chân đế chúng ta có thể nâng được độ cao, hạ độ cao thì rất là tiện, vì đây là tính ra là để cho mà không gian chúng ta đôi khi là cái nền mà chúng ta không được bằng phẳng thì chúng ta phải nâng hạ rất là tiện. Đó, lỗ thông hơi thì được thiết kế phía sau, thì đây là phía sau bác nhé.
Vâng, đó là model gì thì em sẽ giới thiệu sau đây luôn ạ. Vâng, model của nó là VK2012. WeWood của Mỹ này, sản xuất tại Đài Loan các bác nhé. Sản xuất tại Đài Loan. Và công suất con này nó là 500W các bạn, 500W. Và đây là cái dòng này, dòng sản xuất tại Đài Loan, xuất xuất đi châu Âu. Khi mà xuất đi châu Âu thì là hãng sẽ tích hợp một cái bộ nguồn điện 110 vào đây. Đó, và xuất sang khu vực Đông Nam Á, châu Á chúng ta thì là sẽ là dùng điện 220, thì hãng sẽ tích hợp điện 220. Vì thế là cho chúng ta cái sự gọi là linh động trong cái nguồn điện khi mà chúng ta dùng. Thì đó là phía mặt sau. Đây là cũng công nghệ Class AB, chạy rất là bền bỉ. Gồm cái cánh thản nhiệt để tản nhiệt nhanh này các bác này. Đó, các bác thấy không? Chỗ thông hơi phía dưới rất là đẹp. Riêng đây là cái mẫu mà phân khúc cao cấp, cao nhất trong các mẫu SUV hiện nay trên trong kênh của Tiki Auto, thì các bác thấy không ạ? Rất là nhiều, rất là nhiều. Nếu bác nào mà muốn sở hữu cho mình những mẫu SUV như thế này và biết giá chi tiết thì giá bên em không thể để giá công khai được, vì là đôi khi thay đổi theo thị trường, lên xuống thất thường đó. Nhập rẻ thì em bán rẻ, nhập đắt thì em bên em bán chênh nhau chút xíu. Vâng, thì bác nào muốn mà biết thêm thông tin cụ thể về giá cả thì các bác vui lòng gọi điện trực tiếp cho bên Tiki Audio hoặc để lại số điện thoại, bên em sẽ cập nhật và tư vấn với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm. Ở bên cạnh đó thì bên em có rất là nhiều những mẫu loa khác, như những mẫu loa Pioneer CS88. Đây là dòng loa thùng dùng gia đình, vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Vì đây là những mẫu loa rất là mới và tính năng hiện đại, không như các dòng loa đời trước là chỉ có nghe nhạc thôi. Chúng ta hát karaoke nó sẽ bị cháy. Vì thế là phía Trung Quốc đã tích hợp thêm hát karaoke để phù hợp với người dân Việt Nam. Và bên cạnh đây thì còn những mẫu loa bãi B3 bên em thanh ý này, loa full rất là chắc chắn này. Bên cạnh đó nữa thì bên em có những đôi loa Pioneer F75, thì bên kênh bên em giới thiệu khá là nhiều rồi. Pioneer F75, cái dòng này thật sự là đang là sốt, đang là hot, vì là chất âm nó cực kỳ là tinh tế. Bát 30, dòng loa 4 đường tiếng, sở hữu 4 loa trên một thùng các bác nhé. Thiết kế cổ điển nhưng nhạc rất hiện đại. Rồi thì em đang test thêm một đôi loa cây Kenwood. Đôi loa cây Kenwood sở hữu 5 loa trên một thùng. Đây là dòng loa cây sở hữu 2 bát 25 phía dưới và 3 loa nhỏ phía trên, đó là một loa chung và 2 loa chép. Đặc biệt cái mẫu này được thiết kế một loa siêu chép nhỏ nhỏ xinh xinh đây, nhưng tuy nhỏ thôi nhưng tiếng rất là sáng. Và thêm một cái đẩy, thêm một cái đẩy WeWood D500. Đây là dòng đẩy 2 kênh công nghệ Class AB, chạy rất là bền bỉ, nguồn đồng và đặc biệt là chạy 32 sỏ, tiếng bass cực kỳ nặng, đặc biệt là công suất rất ổn định, dùng rất là bền. Đó, con đẩy này cực kỳ là chất này các bạn. Và thêm một con vang WeWood KM8X bản Pro. Đây là bản chuyên nghiệp, đây là cái bản mà hãng thiết kế hướng đến người dân, gọi là mang đến sự chuyên nghiệp và đơn giản. Đó là cái vang KM8X Pro này mang lại, vì nó có chống hú này, gây không gây khó chịu cho chúng ta này. Chip 48bit DSP này, 8 chế độ mic này, và tích hợp cả echo và reverb, tích hợp cổng quang Bluetooth và đọc USB. Các bác thấy không? Quá tiện lợi luôn. Và một cái lân tiếng idle IP125 mã các bác nhé. Thì đó là mặt hàng ngày hôm nay Tiki Audio muốn giới thiệu đến các bác. Rất nhiều các mẫu trầm, rất nhiều các mẫu trầm. Và sau đây em cũng xin phép được dừng video và hẹn tất cả các bác và anh em trong những video tiếp theo nhé. Và các bác nào thấy hay, đẹp thì các bác hãy like và chia sẻ cho Tiki Audio, và nhớ giới thiệu đến bạn bè và anh em. Vâng, một lần cảm ơn ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.